đây là thuyền tắp tôn, chiều dài của nó là 3m8, chiều ngang của nó là 1m9, đường kính ống của nó là 44, sàn hợp kim nhôm lắp ghép. Cái này là đang là phân bộ bao gồm mái che, bơm điện, bánh xe. Còn đây là máy Mercury 15HB 2 thì với dung tích xi lanh của nó là 294. Nếu mà so với máy Yamaha thì nó lớn hơn tầm khoảng 48cc cùng công suất. Hàng cơ bắp. Máy Mercury này là hiện tại là đang là do Tohatsu sản xuất và phân phối. Thuyền tắp tôn. Bản này là bản SD dày 1.2, PVC dày 1.2. Bản này thì nó có gia cố đáy hết. Đây, có gia cố đáy chống trời. Khuôn bộ như này thì chỉ cần một người set up nó cũng khỏe rồi. Đây, chỉ cần nắm cái đầu thuyền nhấc lên là mình có thể kéo đi rồi. Người sẽ rất thoải mái để lên đẩy xuống.